một mẫu áo rất là độc lạ năm nay mới về của Mega Fashion. Mẫu áo này Phương nhìn thấy là Phương ngay lập tức thích và phải mặc luôn để review cho mọi người. Thì Phương nghĩ rằng nó sẽ khiến cho mọi người không đụng hàng với bất cứ ai luôn. Như đằng trước mọi người nhìn thì chắc là sẽ giống một cái áo khoác kaki đúng không? Áo khoác kaki, nó đúng là đằng trước là một chiếc áo khoác kaki thật. Ở đằng sau, ta-da, mọi người thấy không? Đằng sau thì lại có là sơ mi nhá mọi người nhá. Cực kỳ lạ luôn, phải nói là siêu siêu độc lạ. Đó, mẫu này thì mọi người mặc mùa thu cũng được, mùa đông cũng được, mùa xuân cũng được. Nó không quá nóng, không quá hậu, tức là nó không quá mỏng, không quá dày. Mặc với thời tiết nào cũng dễ. Đó, mọi người có thể thấy là mặc đi làm thì cũng rất phù hợp đúng không? Hay là mặc đi chơi thì cũng phù hợp luôn. Áo này thì mọi người có thể mặc đóng cúc như vậy hoặc là cũng có thể tháo cúc ra. Đây, tháo cúc cho mọi người xem. Nếu mọi người tháo ra thì nhìn rất là thể thao, nhìn rất là Hàn Quốc nhá. Em này phải nói là chất liệu kể cả về cái mảng sơ mi đằng sau hay là mảng kaki đằng trước thì nó đều là những chất liệu cao cấp, nên khi mọi người mua thì mọi người cực kỳ an tâm luôn. Hàng của Mega Fashion thì chưa bao giờ xấu về chất liệu cả. Đấy là cái mà Phương có thể đảm bảo cho mọi người luôn. Xinh quá, xinh quá. Khi mà khoác như thế này thì mọi người có thể mặc với áo phông quần jean, hoặc cũng có thể mặc với áo thun với vạt chân váy giống như thế này, cũng rất là đẹp đúng không nào. Cái chân váy nó sẽ có hai màu phải là nhá, có màu đen và màu nâu. Màu nâu rất xinh. Ok, và mọi người ơi, mẫu áo này đang rất hot hit, mọi người nhanh tay nhá.